thanh nhiệt Dr. Thanh hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Khi mà có hai anh kia vào trong tụi em cùng hát chung một bài thì cái việc khó khăn lớn nhất đó chắc có lẽ là thời gian tập. Đang cay vì ai. Thế thì em phải hát đoạn đấy. Em phải hát luôn từ đấy xong rồi tức là ông chỉ vào đoạn đáng cay vì ai thôi. Ôi, ôi trời ơi. Em cảm thấy thì hai anh vào rất là vui. Thích không có áp lực và phải tích cực. Đổi ngược lại đúng rồi, cho nhóm kia mày. Đúng rồi. Anh em mình muốn làm một bài ai thì mày giúp đỡ nhau thôi. Được không? Trong tâm trí em có lẽ nào em cùng anh đi xa mất hay có lẽ nào anh cũng vẫn như mày nhiều nhất. Hello the debut the seal you know anh Tùng Dương. Tháng nay là lên tổng duyệt là chúng em phải chạy chương trình hết tất cả. Trong tâm trí em có lẽ nào anh cùng anh đi xa mất có lẽ nào anh không phải người mềm yêu nhất. Bước ra ngoài là anh em là nói là cháy, anh em cũng cháy. Và chúng ta hãy cùng đến với phần trình diễn của nhóm thí sinh tiếp theo. Xin mời. Và đây là một nhóm thí sinh có thể gọi là đông nhất. Nhóm mình đã có một cái tên chung sau khi tập luyện với nhau chưa? Dạ bọn em có đặt một cái tên đó là Siêu Plus. Siêu Plus? Là Siêu và Plus thêm hai thành viên nữa. Và luật chính của vòng thi này đó chính là các bạn sẽ có 3 chiếc micro ở đây. Và micro nào sáng đèn thì các bạn mới được hát. Và nhóm Siêu, cả nhóm các bạn sẽ có duy nhất một micro đó. Duy nhất một micro đó. Ghi có thể nhắc lại luật được không ạ? À được chứ. Các bạn có 3 cái micro. Và khi nào micro nào sáng đèn thì các bạn mới được hát. Micro nào không sáng đèn các bạn không được phép hát. 5 chàng trai của chúng ta thì chỉ có duy nhất một chiếc micro đó thôi. Và vòng thi này là vòng thi có loại. Có loại. Để tìm ra top 30 của dự án số 1 The Debut. Cho nên mọi người hãy giữ vững tinh thần nhé. Và mọi người sẽ có 1 phút để hội ý. 1 phút bắt đầu. Cái tức là tất cả mọi người đều Mọi người đều phải sẵn sàng thuộc cả bài luôn. Có khó là bên Siêu này. Bên Siêu à. Nhưng mà giờ có 1 mic sao mà bè được. Có 1 mic cả. 5 người đứng xung quanh em mời. Ok, mọi người sẽ đứng xung quanh anh. Cứ chiến em một lần đi. Rất chính xác thời gian luôn, vừa kết thúc 1 phút. Các bạn sẽ được thấy tín hiệu đèn ngay bây giờ. Xin mời đèn. Cố lên nhé, chúc các bạn may mắn. Yeah. We are a Siêu Plug. Hello, so debut. Cho bao nhiêu thương để bên xa. Hãy đừng biết kiến thu đưa em qua. Đã từng ngọt ngào dù nhiều đắng cay vì ai. Hầu thu bờ, tóc em mềm mang bên làn gió vương trên. Mi ai đang dùng con phố nhỏ nhẹ nhàng đâu đây mùi hoa sữa đâu. Ngay xung quanh âm thanh vang lên sao thân quen. Trong mắt nhìn mù ngơ vù vơ một lá vàng thân nhẹ nhàng. Dù hầu thu không còn yêu anh nữa. Đã từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương anh không thể trao cho ai kể từ khi anh có em. Mùa thu đó anh có em. Anh có sao giờ hơn một năm trôi qua người đã cách xa thật nhiều. Anh nghe tiếng lá giờ không còn em nữa và mùa thu đến anh không còn em nữa. Chỉ là một giấc mơ. Anh mất em rồi. Đến và đi như những gì đã sắp đặt.
Trang giấy trắng đâu thể mờ đi từng màu buồn của nắng. À ơi vu vơ câu hát có lẽ chưa bao giờ anh biết tặng. Em nhẹ bước chân qua bao ngọt ngào bao nhiêu cố gắng. Có ai không những bước thêm trong con tim anh cần một khoảng rộng. Biết lúc nào anh có thể lại được gặp em một lần nữa. Là khi đó anh cảm nhận mùi hương tạt cánh hoa sữa. Anh yêu em thật nồng nàn như một định lý đã muôn thuở. Yêu phải học thêm nhiều điều, em là mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu. Nhưng đơn giản và tất cả mình không hiểu, là nỗi yêu thương trôi qua trong em mà thật nhiều. Không lý do nào đã khiến em cùng anh đó cắp mặt rồi vô yêu. Cái cửa hy vọng như đang đỏ sầm ngay trước mắt, không còn hơi ấm bờ hôn nổ vai anh thật chặt. Cảm xúc bỗng nhiên chết lặng, đồng thời nghe nhắn em rằng thuộc cuốn giờ cũng quanh anh cuốn theo cơn gió lặng lẽ hòa tan vào trong một buổi chiều mưa vàng. Lẽ đôi chân bơ vơ anh đã hụt hẫng thật nhiều. Sao anh không thể ngăn được nước mắt cát nhòa? Ôm bờ vai lại cuối thu cho anh thêm ngậm ngùi. Cho bao nhiêu thương vụt bay, cho bao nhiêu thương mãi xa, và xa cuối tận chân trời. Có lẽ nào em vội quên đi, và có lẽ nào em đưa mùa thu đi. Có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em. Có lẽ nào em buông anh đi xa mất, và có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất. Và có lẽ nào anh phải tự nhủ rằng chỉ là một giấc mơ, và anh đã mất em rồi. Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm, cũng chỉ là lúc ôm em thật chặt và qua mọi nẻo phố cổ thật thường đến. Nhắm mắt chạm nhẹ nỗi đau mình không tên, giật mình chợt nhớ anh không thể vơi đến. Chỉ là giấc mơ của em đêm, trọn vẹn một vòng tay giữ em. Dù cứ mơ màng vu vơ, ngẩn ngơ chờ đông đời. Liệu rằng một mai sẽ còn thấy nhau trên đường đời. Ta cũng đâu ngờ suốt bao ngày chờ đợi, bài hát cất lên về thu Hà Nội sẽ theo cùng em như cùng hình bóng mới. Có lẽ nào quên đi, và có lẽ nào em đưa mùa thu đi. Có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em. Có lẽ nào em buông anh đi xa mất, và có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất. Có lẽ nào anh phải tự nhủ rằng chỉ là một giấc mơ, và anh đã mất em rồi. Có lẽ nào em vừa quên đi, và có lẽ nào em đưa mùa thu đi. Có lẽ nào mùa thu chẳng còn là gì trong tâm trí em. Có lẽ nào em buông anh đi xa mất, có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất. Có lẽ nào anh phải tự nhủ rằng chỉ là một giấc mơ, và anh đã mất em rồi. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Thực sự đây là một tiết mục mà nó cuốn hút một cách kỳ lạ. Có một điều mà rất là đáng khen cho tất cả các bạn ở đây là phản ứng của các bạn cực kỳ nhanh. Đặc biệt là Mạnh Đức và Tùng Dương, hai bạn ngoài này. Khi mà Mạnh Đức đang hát một phát mic sang Tùng Dương, bạn vào luôn, bạn rất tập trung và không chệch nhịp một, không chệch một giây nào cả. Và còn nhóm nhạc thì thực sự rằng là tuy chỉ có một cái mic nhưng mà đúng là một cái mic và năm cái giọng. Cảm xúc và cũng như rằng là cái sự lôi cuốn nó lấn át tất cả. Phản ứng của các bạn rất tốt. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Dạ tụi em cảm ơn. Anh cảm ơn ạ. Mạnh Đức cũng rất tốt, Siêu cũng rất tốt, và Tùng Dương hôm nay cũng rất là xuất sắc. Rất là đông, nhưng mà tiền hậu tả hữu trung rõ ràng làm tôi phải nể phục. Mà chỉ có cái sự thuần khiết, sự ngây ngô, sự mong muốn được chứng tỏ và sự trân trọng cơ hội của bản thân mình mới các bạn có thể làm được điều đấy thôi. Cảnh, bạn bị đập mũi vào mình. Và Cảnh, bạn bóp miệng bạn kia để lôi vào mic để hát. Những cái khoảnh khắc đấy khiến Nhàm cảm thấy là rất là ngây ngô, rất là tuyệt vời. Các bạn phải tiếp tục thể hiện như thế, giữ nguyên như thế ở trong The Debut. Chúc mừng tất cả các bạn. Nhưng nếu để tóm lại trong phần trình diễn của cả ba nhóm ngày hôm nay, ngoài phần đoàn kết của nhóm Siêu, nếu nói về cả rap lẫn giọng hát thì thực sự tôi chỉ ấn tượng với Chu Mạnh Đức.
sau đó là đến Tùng Dương và cuối cùng mới là nhóm Siêu. Vì sao? Thứ nhất là khi mới vào bài, Đức cho tôi cảm thấy rất chắc chắn. Khi ánh đèn ở mic lên lúc nào thì Đức hát lúc đấy, dừng lúc nào thì đúng lúc đấy là Đức dừng. Dù là có lậm qua câu sau một nốt, nốt đấy cũng chắc. Tại sao Tùng Dương lại là thứ hai? Bởi vì có những lúc mà khi cái đèn nó đã tắt ở phía em rồi, và cái phần trình diễn nó thuộc về Mạnh Đức rồi, em vẫn hát theo. Đương nhiên nhóm Siêu rất đáng yêu, nhưng mà phần cuối, khi mà cao trào đoạn cuối của bài hát thì tôi lại cảm thấy một sự lộn xộn ở đây. Nếu ước gì lúc đấy các bạn biết hòa mình vào nhau hơn một chút, vì lúc đó cả ba mic cùng sáng, thì tôi nghĩ là phần trình diễn này nó sẽ tốt hơn. Cảm ơn các bạn. Thật sự là em khi mà vừa nghe được thế lời của là em thật sự rất choáng. Em tại vì những gì mà tập luyện suốt 3 ngày vừa qua cũng là bây giờ là chỉ để phòng thân thôi, còn bây giờ tất cả mọi thứ là em phải ứng tưởng biến. Và cái cảm xúc cuối cùng là tự hào vì ngày hôm nay nhóm em làm được như vậy.